Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay là mùng 6 Tết năm 2024. Thì hôm nay là mình sẽ cho lên đường một cái chuyến hàng đầu năm anh em ha. Thì hiện tại ở đây là những cái đơn hàng trước và sau Tết đây. Số lượng anh em đặt cũng khá là nhiều anh em ha. Thì đa số ở đây là giò cu này, giò gà rừng, rồi bồi ấp cu, rồi lo điều khiển từ xa anh em, lo điều khiển này, rồi túi bổi đa năng, rồi giò cu, giò gà, nọc cắm gà, rồi túi lo, nói chung là vân vân, rất là nhiều thứ anh em ha. Nói chung là đây là những cái đơn hàng em vừa mới đóng gói xong thì em sẽ tranh thủ cho lên đường hôm nay luôn. Còn lại cũng rất là nhiều đơn bây giờ mình hiện tại là chưa làm kịp anh em ha. Giờ có thể là sẽ tranh thủ gửi vào buổi chiều cho đi sớm luôn, còn không kịp nữa thì qua mùng 7 anh em ha. Tại vì số lượng hàng anh em lấy cũng khá là nhiều anh em ha. Thì đây là đa số đây là những cái đơn hàng giò cu này, giò cu đơn như thế này, một gói như thế này là toàn là anh em mua cho nhóm, cho hội rất là nhiều này. Một gói như thế này là 5 bộ, 3 bộ, 4 bộ, rất là nhiều anh em ha. Đây, giò cu anh em ha. Giò cu bên em thì sẽ có hai mẫu cáp lụa C7 và mẫu cáp C432 nha anh em nha. Và đây, hiện tại trên tay em đây là mẫu cáp lụa C7 anh em ha. Mẫu cáp lụa C7 này thì không còn xa lại gì anh em nữa rồi. Hàng này đánh rất là ok. Một mẫu nữa là mẫu cáp C432. Giò gà thì sẽ có hàng tốt cho anh em sử dụng ha. Đó, anh em nào thích giò gà thì có giò gà, nói chung là đầy đủ phụ kiện anh em chơi. Bên em thì sẽ cũng có chuyên mẫu bồi ấp cua anh em nhé. Đây, mẫu bồi ấp hàng đẹp chất lượng nha anh em. Hàng bao nét luôn anh em ha. Đây. Hàng thép đen nha anh em nha. Lỗ đang lục giác 6 cạnh, hàng bao đẹp luôn. Và sẽ có ba lô rồi túi đeo này kia vân vân, rất là nhiều thứ. Thì hôm nay em sẽ cho lên đường một số đơn đi trước mùng 6 anh em ha, chuyến hàng đầu năm. Giờ này nhân dịp năm mới thì em cũng xin chúc cho toàn thể anh em đam mê có một cái năm mới tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý, và đặc biệt là sẽ thu phục được nhiều con bổi VIP anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ em nha. Rồi xin chào anh em.